Bên đây. Rồi. Cho đi hết anh em ạ. Phắn này, phắn. Rồi. Ây yo, xin báo trở lại với channel Cáo Ca nha. Anh em ạ, thì hôm nay mình tiếp tục đi câu anh em nhá. Đó, thì hôm nay mình đã tiếp tục dùng cái cần này anh em này. Đó, thì hôm trước thì câu được cá to, thế là đứt mất. Đây thì anh em tưởng gãy thì ra không phải đâu. Cần này là cần hai khúc anh em ạ. Đây, mình sẽ lắp vào đây anh em ạ. Đó, lắp thì mình đã căn chuẩn thế này nữa. Bây giờ mình đã đấu cần, là mình sẽ ra mình câu cá. Lâu lắm mình không đi câu. À quên, đi câu suốt nhưng mà không làm được dâm mát như hôm nay. Hôm nay dâm mát thì ở dưới đây lắm muỗi quá. Thôi được kệ đi. Ra câu test cho anh em xem một cái ao như là. Đó. Thôi, không nói nhiều nữa. Hôm nay quyết định đi săn cá ở cái ao này cho anh em xem. Cho chết anh em ơi. Ok anh em. Hôm nay mình tiếp tục sử dụng giun thôi anh em ạ. Đây, chơi bọc giun này luôn cho anh em xem là mình hôm nay mình đào được rất nhiều giun anh em ạ. Đó, đây là mồi cá rất thích ăn nên là mình đã chơi cái loại này. Tạm thời thì cần mình cứ đá đây. Tí là mình đợi tí nó vào ngay đấy anh em ạ. Hôm nay mà không cắn ra thì món. Này đi cái gì muỗi cắn nhiều quá, nắm muỗi cực luôn, này nắm muỗi lắm. Sợ thật. Là muỗi cắn chết mình à. Cứ đợi đợi một lúc thôi. Biết đấy rắc tí cơm này nó ăn. Ui nó cắn. Cắn à. Để nó cắn nhanh thế. Rối. Đưa anh em nhá. Cá quẫy kìa. Chết luôn. Các con. Ui. Anh em thấy chưa? Ao anh em ạ. Đây là cá giếc anh em nhá. Đây là được thành quả đầu tiên. Được con giếc con. Đấy. Đấy, câu ở giải trí anh em ạ. Chết ngay cá giếc con anh em nhá. Rồi. Đây. Đó, đẹp chưa? Đọc chưa anh em, cắn em mồi của anh à. Đấy, loại nó lôi rất từ từ. Đấy, anh em nhìn đẹp chưa này. Đẹp chưa, đây con cá giếc anh em nhé. Đó, xong rồi. Rồi, rửa tay đã, được con đầu tiên, đặt trong vắt cắn ngay. Trong thời gian mình đợi cá này thôi, làm tạm nó gói để ăn vậy anh em ạ. Đói quá. Mệt mỏi thì sáng rồi. Nó lùi luôn này, anh em ơi. Nó lùi. Ui, cay thật đi. Mới mưa xong mà cá cắn nó không mạnh. Vâng. Nào quá ăn chơi cho anh em xem. Chết. Lôi. Nồi, rồi. Tuyệt vời cho anh em. Một phát ăn ngay anh em ạ. Đây anh em nhá, mình đang kịp ăn đây mà chưa kịp ăn xong ấy thì dính ngay con cá anh em này, to chưa, đó, rất là tuyệt vời, phê rồi, cứ một con giun một con cá anh em nhá, đó, ui dồi, con này khá là to anh em ạ, này, đó, vậy tổng cộng được hai con rồi, đó. Câu đơn giản thôi nha, ăn chưa kịp xong có cái bim bim, thế mà nó dụng được ngay con cá là to chưa, tuyệt vời, ăn chưa xong có cái bim bim mà được ngay con cá anh em ạ, đây đấy, thành quả được hai con, một con giếc và một con rô phi. Rồi, tuyệt vời, cút chóp anh em ạ. Mình đang ngồi ăn gió để thấy phát hiện ra có biến anh em ạ. Rồi heo à, heo còn gì đây. Từ, nó nổi phao rồi em nhá. Rồi to chưa. Lại tiếp tục một siêu phẩm. To chưa anh em? Rồi, ba con. Tuyệt vời chưa anh em? Đây rồi.
Rồi, 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 rồi. Rồi, ôi ôi, hụt mất. Đau quá. Chết mẹ. Rồi. Chết rồi anh em. Bọn này cá này giờ rất thích ăn run anh em nhá. Một phát ăn ngay anh em ạ. Cười đặt. Úi giời, con này đẹp hết. Con này đẹp chưa? Vàng óng luôn anh em ạ. Úi giời, úi giời. Úi giời, rồi. Cho nó cái mẩu run này. Úi giời, cá dễ kìa. Úi, làm cá thế. Đấy, ba con này con thứ 4. Con này đẹp lắm. Con này màu rất là đẹp anh em ạ. Rồi, chưa? Đặt cái chết ngay. Rồi, 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 nó đưa này. Nó đưa này, khoát này lên anh em nhá. Không nên mình nghĩ câu luôn. To chưa? Bắt đầu rời vào. Bắt giờ mới vào, giờ mới vào cầu anh em ạ. To phết. Ui ui. Chạy đâu con? Úi giời. Phê cho anh em. Đẹp chưa? Đó. Này nhức lách chưa anh em? To thật. Kinh, mọi người nó ăn mùi kinh lắm. Bây giờ mình chọc đúng ổ anh em nhé. Cái số mình hôm nay sát cá thì gì ấy. Này, đâu được vài con này. Đấy. Phát đầu là dính ngay con giếc, tưởng là phát đầu là rô phi cơ nhưng ra không phải. Ra phát đầu là con giếc, hôm sau được mấy con này. Con này là con to nhất anh em nhá. Đẹp thật. Nó đưa đi. Ui giời. Trực quá. Trực thật. Lên cái anh em ơi. Lên, lên, nó đưa mồi này. Chết cậu mày. To chưa? Mồi không động tĩnh nhưng mà cá vẫn cắn anh em ạ. Ui ui. To đấy. Ui. Càng ngày càng cá to. Càng ngày càng cá to anh em ạ. Con này to đấy. Chính thức là bây giờ mới vào cầu anh em nhé. Bây giờ cứ đặt phát là cá to nó cắn ngay. Đấy anh em này. Con này to phết. Uy tín không anh em? Ra ngồi nghịch nghịch tí mà được nhiều cá phết. Úi giời. Dã man con rô phi. To thật. Ui ui. To chưa anh em? Lại em con đầu đàn nữa. Lại to nhất à? Ai à, cái bánh này. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Chính thức chúng ngủ anh em ạ. To chưa? Phê rồi. Úi trời ơi, mình thật là sát cá rô phi. Trời ơi, cái số lượng cá đã nhân lên rất là nhiều rồi anh em nhá. Nồi, nồi, nồi. Con này bé. Con này bé quá. Ôi, con rô phi đỏ anh em ạ. Con này bé quá. Đẹp quá. Đi rồi. Đẹp vật. Đó. Rồi. Về cho anh nghe. Đó. To phết. Nè. To chưa? Đấy. Đây.
Úi giời. Anh em nhá. À, thôi. Có khi mình nên câu thế đấy anh em ạ, chứ bây giờ nó hơi nhiều muỗi tí. Đấy, đặt trong đây phát là nó cắn ngay. Đi rửa tí, rửa cái tay đã. Đây lắm muỗi lắm. Ngồi câu giải trí cho em xem thôi. Đây em nhá. À, thực ra mà giải trí đấy anh em ạ. Đây, mẹ cho anh em xem toàn bộ số cá này mình câu được như thế nào. Đây anh em nhá. Đấy. Nhiều chưa? Nhiều chưa anh em? Đấy, để vựa cá luôn. Phơi anh em. Đây. Một con này. Đếm cho anh em xem đã. Hai con này. Ui, này to. Ba con này. Bốn con này. Năm con này. Ui giời, sáu con này. Con này là con to anh em nhá, được mấy con to đấy. Đây, con giếc này. Câu được giếc đẳng cấp thật. Đây. Một con nữa cơ. Ui giời, vựa cá luôn anh em ạ. Phê chưa? Nhìn đầu anh em. Một phát ăn ngay. Ghê thật, con này to ấy, tí để lại này đã. Đây, mẹ cho con này xuống ao đã. Rồi. Này câu vui đấy anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đổ cá xuống. Ok anh em. Đó. Đây đây. Rồi. Cho đi hết anh em ạ. Phắn đi, phắn. Rồi. Đó. Thực ra mình cũng phải chia sẻ luôn với anh em là câu bằng giun thì được rất được hay được cái cá kiểu như loại cá này em nhá. Được rất là nhiều cá nhỏ. Nhưng mà được cái là nó bị hôi tay. Nó kiểu khăm khắm, nó tanh tanh ấy, toàn tanh mùi giun thôi anh em ạ. Đấy. Hôm nay là mình đã chia sẻ cho em xem là câu cá như nào. Nói chung là cũng vui anh em ạ. Mình là mình định câu thêm ít nữa cơ, nhưng mà ngồi đây muỗi cắn nhiều quá nên là mình thôi anh em ạ. Đó. Nếu các bạn cảm video này hay, hãy nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào tất cả anh em, bye bye, chào anh em. Bye bye anh em.